Tham gia triển lãm kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 tại Hà Nội là một cơ hội lớn để RoboWorld giới thiệu các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và robot. Ngoài các cái sản phẩm trước đây thì chúng tôi cũng mang đến các cái sản phẩm mới như là A100 là chuyên để vận chuyển trong nhà máy, và đây là RoboWorld Lễ Tân, một robot rất là thông minh có thể nói chuyện và tương tác với chúng ta bằng tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác nhau. Ngoài cái việc cung cấp ở trong nước, sau khi chúng tôi cũng thể là xuất nhập khẩu cho các Nhật và các nước châu Âu. RoboWorld hướng đến hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp ứng dụng AI trong quản lý và sản xuất, giúp nâng cao năng suất lao động, giải phóng sức người và tối ưu hóa các quy trình sản xuất.